Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Trong video thứ hai này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tay áo ha. Đầu tiên các bạn lên cho mình một cái hàng bính bằng cái số đo của bắp tay mình, cộng thêm 2 cm cho thoải mái nha các bạn. Rồi ở hàng 1 chúng ta sẽ thực hiện tăng mũi. Các bạn lên cho mình 5 bính. Rồi móc 2 móc kép vào 2 cái bính thứ 6 và thứ 7. Tiếp tục lên 1 bính. Bỏ 2 bính. Móc một cụm V kép là gồm 2 kép chụm đầu vào chân bính thứ 3. Lên 2 bính. Móc 2 kép chụm đầu vào chân bên cạnh. Tiếp tục lên 1 bính. Bỏ 2 bính. Móc 2 kép vào 2 chân thứ 3 và thứ 4. Các bạn móc lặp lại đến cuối hàng. Ở 3 chân bính cuối cùng, các bạn lên 1 bính, bỏ 2 bính, móc 1 kép vào chân bính cuối cùng. Ở hàng 2, chúng ta lên 3 bính, rồi móc 1 kép vào chung chân đầu tiên. Tiếp tục lên 1 bính. Móc 2 kép vào 2 cái chân kép. Tiếp tục lên 1 bính. Ở khoảng trống của chuỗi bính, chúng ta móc vào đó một cụm V kép. Rồi lên 1 bính. Móc 2 móc kép vào 2 chân kép. Ở cuối hàng, các bạn lên 1 bính. Móc 2 kép vào 2 chân kép. Rồi lên 1 bính. Bỏ 1 chân. Móc 2 kép vào chung chân móc cuối cùng. Ở hàng số 3, chúng ta lên 4 bính. Rồi móc 1 kép vào chân thứ 2 của hàng 2. Rồi lên 1 bính. Móc 2 kép vào 2 chân kép. Cuối hàng, ở ngay 2 chân cuối cùng, chúng ta sẽ móc 1 bính 1 kép vào chân kề cuối, 1 bính 1 kép vào chân bính cuối cùng. Hàng số 4, các bạn lên cho mình 5 bính. Chúng ta móc 2 kép chụm đầu vào mũi bính của hàng trước. Lên 1 bính, chúng ta móc 2 kép vào 2 chân kép.
Tiếp tục chúng ta móc lặp lại. Đến cuối hàng thì chúng ta len ngay một bính. Rồi móc hai kép chụm đầu vào cái chuỗi 4 bính của hàng số 3. Sau đó chúng ta len hai bính. Rồi móc một kép vào chân bính tiếp theo. Len hàng số 5, các bạn len 3 bính. Chúng ta móc vào cái chuỗi bính của hàng trước một cụm V kép và móc như bình thường. Đến cuối hàng các bạn len cho mình một bính. Ở khoảng trống của chuỗi bính, chúng ta móc vào đó một cụm V kép vào hai cái chân bính đầu tiên. Rồi, móc một kép vào cái chân bính thứ ba. Chúng ta kết thúc hàng 5. Khi len được 5 hàng rồi thì chúng ta sẽ tăng được một cụm V kép. Nếu các bạn muốn tay ngắn thì xong cái hàng 5 này rồi, chúng ta có thể thực hiện giảm mũi cho cái phần tiếp xúc với nách áo nha các bạn. Còn ở đây á thì mình muốn cái tay áo nó dài hơn một chút, cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn là tăng mũi thêm 5 hàng nữa nha. Rồi len hàng 6 nè, các bạn len cho mình 3 bính. Chúng ta móc một kép vào chung chân bính vừa len hàng đó, rồi len một bính. Móc cụm V kép vào chuỗi bính. Chúng ta lặp lại đến cuối hàng. Ngay sau cái mũi V kép, chúng ta len một bính, rồi móc hai kép vào chung chân móc cuối cùng. Hàng số 7, chúng ta len 4 bính, rồi móc một kép vào chân thứ hai, rồi len một bính. Tiếp tục chúng ta móc lặp lại. Cuối hàng, chúng ta móc hai kép chụm đầu vào mũi bính của hàng trước. Một bính một kép, một bính một kép vào chân bính cuối cùng. Hàng số 8, chúng ta len 3 bính. Chúng ta móc một kép vào chung chân bính vừa len hàng đó. Rồi móc một kép vào chân kép. Rồi len một bính. Móc cụm V kép vào chuỗi bính. Chúng ta lặp lại đến cuối hàng. Rồi sẽ móc cụm một kép, một bính, một kép vào chân cuối cùng. Hàng số 9 và số 10, chúng ta sẽ móc lặp lại hàng 4 và hàng 5. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc hàng 10. Rồi từ hàng 11 chúng ta sẽ thực hiện giảm mũi tay áo nha. Chúng ta sẽ móc mũi dời vào cái chân móc đầu tiên. Tiếp tục len một bính. Chúng ta móc hai móc đơn vào hai mũi bính. Móc một mũi nửa kép vào chân thứ 5. Rồi len một bính. Móc hai móc kép vào hai chân kép. Chúng ta móc lặp lại đến cuối hàng. Chúng ta chừa lại một cái cụm V kép ở cuối hàng nha. Rồi đến đây thì các bạn len một bính. Móc một mũi nửa kép vào chân thứ nhất. Hai mũi móc đơn vào hai bính. Rồi móc mũi dời vào chân móc còn lại. Hàng số 12, các bạn len 3 bính. Chúng ta móc một mũi dời vào cái mũi bính nằm ngay trước hai chân kép.
Đối với hai chân kép thì chúng ta sẽ móc một móc đơn vào chân kép thứ nhất và một mũi nửa kép vào chân kép thứ hai. Rồi lên một bính, các bạn móc một cụm V kép vào hàng bính trước đó. Chúng ta lặp lại đến cuối hàng. Đến đây, ngay tại hai chân kép thì các bạn móc một mũi nửa kép vào chân thứ nhất. Một mũi móc đơn vào chân thứ hai. Và một mũi dời vào cái chân bính kế tiếp. Ở hàng 13, các bạn lên 3 bính. Chúng ta móc một mũi dời vào cái chân móc ngay trước cụm V kép. Tiếp tục lên 4 bính. Móc vào giữa cụm V kép, hai kép chụm đầu. Rồi lên 1 bính. Móc hai kép vào hai chân kép. Chúng ta sẽ lặp lại đến cuối hàng. Đến đây, chúng ta sẽ móc vào giữa cụm V kép một mũi, hai kép chụm đầu. Rồi móc một kép vào cái mũi bính nằm ở ngay trước mũi nửa kép. Ở hàng 14, chúng ta lên 3 bính. Rồi móc hai móc kép vào hai chân kép. Cuối hàng, ngay sau hai chân kép, chúng ta sẽ móc một kép vào hàng bính cuối cùng. Hàng 15, chúng ta lên 3 bính. Rồi móc một móc kép vào chân bính thứ hai. Đến cuối hàng, ngay sau mũi V kép, các bạn lên cho mình một bính, rồi móc một kép vào chân kép thứ nhất, móc tiếp một kép vào chân cuối cùng. Hàng thứ 16, các bạn lên 3 bính. Chúng ta móc cụm V kép vào giữa cụm V kép. Đến cuối hàng ngay sau cụm V kép thì các bạn lên một bính rồi móc một kép vào chân kép của hàng trước. Ở hàng 17, chúng ta lên 3 bính, móc hai kép chụm đầu vào chuỗi bính. Sau đó chúng ta lên một bính. Rồi móc như bình thường đến cuối hàng. Đến đây, chúng ta sẽ móc một kép vào hàng bính. Rồi chúng ta kết thúc hàng 17. Rồi chúng ta sẽ móc lại từ cái hàng 18, 19, 20, 21. Chúng ta móc lặp lại hàng 4, 5, 6, 7. Hàng 22, 23, 24. Chúng ta móc lặp lại hàng 4, 5, 6. Chúng ta sẽ gặp nhau ở hàng thứ 25 nhé các bạn. Đến hàng thứ 25, các bạn lên cho mình 3 bính, rồi móc một kép vào cụm V kép. Lên một bính, móc như bình thường. Đến cuối hàng, các bạn móc vào cụm V kép đó một móc kép. Rồi đối với cái hàng bính lúc lên hàng 24 thì các bạn móc vào đó một móc kép cho mình. Lên hàng 26, chúng ta móc một mũi dời vào cái mũi bính.
móc một móc đơn vào chân kép thứ nhất, một mũi nữa kép vào chân kép thứ hai. Lên một bính, chúng ta móc cụm V kép. Rồi chúng ta cứ lặp lại như vậy. Đến cuối hàng chúng ta móc ngay sau cái cụm V kép đó cho mình. Các bạn lên một bính, móc một mũi nữa kép vào chân kép thứ nhất, một móc đơn vào chân kép thứ hai và một mũi dời vào cái mũi bính. Ở hàng 27, các bạn lên 3 bính. Chúng ta móc một mũi dời vào cái chân thứ nhất của cụm V kép. Sau đó, chúng ta móc vào giữa cụm V kép cho mình một cái móc đơn, lên một bính và một mũi hai kép chụm đầu. Ở cuối hàng, chúng ta cũng móc vào giữa cụm V kép một cái mũi hai kép chụm đầu, một bính, một móc đơn. Ở chân thứ hai của cụm V kép thì các bạn móc vào đó cho mình một mũi dời. Chúng ta kết hàng và cắt sợi đi. Sau đó, chúng ta nối cái phần cánh tay lại với nhau bằng mũi móc đơn ha các bạn. Sau đó chúng ta ráp phần cánh tay vào nách áo. Đây là cái phần áo sau khi chúng ta nối cánh tay vào cái nách áo. Phần viền tay áo, hàng 1 thì chúng ta sẽ đi toàn bộ là móc đơn. Hàng 2, chúng ta lên 2 bính và đi toàn bộ là mũi nửa kép. Lên hàng 3, các bạn lên 1 bính, rồi chúng ta đi toàn bộ là móc đơn. Chúng ta cắt sợi đi. Các bạn móc tương tự cho cái phần tay áo thứ hai đối với tà áo phía bên phải. Hàng 1 thì chúng ta sẽ đi toàn bộ là móc đơn. Chúng ta lưu ý là ở mỗi móc kép chúng ta sẽ móc vào đó hai móc đơn. Đến cuối hàng thì ngay tại cái chân móc giảm mũi ở cổ áo, các bạn móc vào đây cho mình hai móc đơn chụm đầu ha. Hàng 2, chúng ta lên 2 bính và đi toàn bộ là mũi nửa kép. Ở hàng 3, chúng ta chia phần tà áo thành 4 phần bằng nhau. Chúng ta sẽ có được 5 điểm để chúng ta chiết khuy áo nha. Ở ngay điểm đánh dấu đầu tiên thì các bạn móc vào cho mình hai móc đơn vào hai cái chân đầu tiên. Rồi sau đó lên 3 bính. Chúng ta bỏ 3 chân móc.
rồi móc vào chân thứ tư cho mình một móc đơn. Và chúng ta móc đơn các mũi còn lại cho đến cái điểm đánh dấu thứ hai nha. Đến đây thì chúng ta tháo cái mũi đánh dấu ra và chúng ta móc một móc đơn vào cái chân đánh dấu đó. Tiếp tục lên 3 bính. Bỏ 3 chân rồi móc một móc đơn vào chân thứ tư. Chúng ta lặp lại đến cuối hàng và chúng ta sẽ có được một cái hàng khuy áo rồi. Và hàng số 4 thì chúng ta sẽ đi móc đơn toàn bộ hàng nha các bạn. Và ở ngay cái hàng bính của khuy áo thì chúng ta sẽ móc vào đó 3 móc đơn. Chúng ta cứ móc lặp lại tương tự như vậy cho đến cuối hàng và chúng ta cắt sợi đi ha. Đối với tà áo bên trái thì chúng ta sẽ đi toàn bộ là móc đơn. Rồi sau đó chúng ta thực hiện cái cúc áo vào. Đây là cái phần áo sau khi chúng ta đã kết cúc áo xong. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau móc phần cổ áo nha các bạn.